Hello cả nhà nha. Rồi sau mấy mấy tuần đi du lịch rồi giờ về tới nhà rồi nè, tiếp tục cuộc sống thường ngày, cuộc sống thường dân. Được cuộc sống thường dân. Và hôm nay mẹ nấu, mẹ sẽ đổ bánh xèo. Đổ bánh xèo nhưng mà ở đây không có loại bánh xèo Phan Thiết đâu nha, ở đây sẽ đổ bánh xèo chảo. Bánh xèo tôm thịt. Thịt gồm có thịt heo và thịt gà và tôm. Ok. Mời cả nhà xem video cho vui nha. Mời. Lột cái hành tây hành kia ra để mà tao thịt hành tây được rồi, pha trộn với giá để đổ. Giờ cắt thịt. Hành. Sơ chế. Hành này nhiêu bó em? Hành đó 2 đô 8 bó. Rồi cái giá này nhiêu bịch? Giá 2,40. Giá 2,50 đô, 2,40. 2 đô là 30, cho tỷ giá mà bèo lắm là 16, 2 là 32 ngàn. Cộng thêm 18 ngàn nữa là 4 50 ngàn. Một bịch giá. 50 ngàn một bịch giá này Bịch nha. giá 250 gram. 2 lạng rưỡi nha. Bịch giá 2 lạng rưỡi đó. Đó. Tính tiền chơi cho cả nhà coi giá cho biết. Còn cái đây là bịch tôm nha. Tôm này là giá là 15 đồng, 15 đô la một ký. 15 đô la là nhiêu? 10 đô là 160. 8 đô nữa là gì? 5 đô nữa là 8, 8, 80 ngàn nữa. 160 với 80 ngàn, 240 một ký tôm. Và cái bịch này hồi nãy là mua 1 ký này, còn có 9 9 lạng 7 này là tính 14 đồng 58. Đó. Không vừa đâu. Còn đây là bịch bột. Bột này thì rẻ, rẻ rề đúng không? Nhiều bịch vậy, nhớ không? Không 3 đô la 45 ngàn, 50 ngàn. Gì khoe đó mà hả? Khoe mới mua váy mới. Khoe gì? Thịt heo hồi nãy là nhiêu ký ta? 8 đô ký. Thịt heo 8 đô la 1 ký cả nhà nha. Thịt heo nạc vai. Nạc vai 8 đô la 1 ký. Rẻ hơn Việt Nam. Rẻ hơn Việt Nam không? Rẻ 8 hơn Việt Nam đô. hả? Hả mẹ? 10 đô là 10 đô 160, 160, 8 đô thì khoảng 140. bằng Nam à? Bằng Việt Nam hả? Bằng. 140. Còn cái táo, đây là trái táo. Táo này là táo hiệu này nha, hiệu này ăn rất là ngon. Focaccia, nó tên là Invi. Nhà chuyên mua táo này ăn nè. Hiện đây là 6 đô la rưỡi một ký đúng không? 6 đô la rưỡi một ký là dạng mắc nhất trong các loại táo ở đây rồi đó. Là 6 đô là cũng gần 100 ngàn á. 100 ngàn ký táo. Còn đây là một bình sữa. Sữa này mấy lít? 3 lít. Một bình sữa tươi nha. Sữa tươi là sữa mà Long Thành. Long Thành cũng không bằng nó, full cream. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Bữa nay là ngày hả? 10 10 13 hôm qua chị Trang qua 13 đến 14. 14 mà hôm nay mình mua 10 14 và cái hạn dùng của nó là ngày 21. Tức là trong vòng một tuần thôi. Một bình để nhiêu tiền? 4 đô la rưỡi. 4 đô la rưỡi cho 8 cho 5 đô đi. 75 ngàn á. 3 lít nha. Sữa rất là rẻ. Sữa ở đây uống phủ phê. Sữa mua về rửa mặt cũng được luôn. Tắm thì quá trớn. Rửa mặt vô tư đúng không? Ai đâu rửa.
Đó thì ở Việt Nam đi mua mấy cái bịch sữa về rửa mặt làm mặt nạ đồ, ở đây sữa quá chừng không làm. Sữa bạn rây nó uống không hết bỏ đâu con, Đâu rửa bệnh luôn. rửa không hết, mà có bao giờ rửa thấy đổ không? Không biết trời lạnh đấy, tức lên không biết. Giờ có chồng rồi đâu quan tâm gì nữa đâu. Mua từng bịch sữa về xưa trộn chưa với bơ, trộn với dâu, hồi xưa chưa có chưa có chồng rồi. Bánh xèo anh đăng ký 4 cái. Mẹ nhà mẹ nước mắm truyền thống luôn à. mẹ ăn mấy cái Biết đăng thì ăn 2 cái 3 cái thứ như bánh đăng chảo mà làm những gì kia đăng ký chân bơ, đăng ký chân bơ mấy cái bơ này đi làm rồi, ăn cơm giảm giá rồi. Cơm giảm giá, cơm sườn rồi. Ừ. Đi làm cái chừng tăng cân chứ không phải giảm cân. Cám dỗ xung quanh nó đầy dày đặc. Đây phải tao lên nữa tao chín đủ tổ. Hết nửa ký rồi luôn rồi mẹ. Cái đồ quỷ ra mấy cái đồng hết nữa. Bên đó tao nhớ tao xay tí gạo đổ bao nhiêu cái đâu. Đó là nhiều ấy. Đứng mỗi chân làm biếng á. Lấy cái chảo kia làm nè. Ai biết. Khách lận đủ tự ăn tự tự đổ nhà tự ăn làm ký à, ăn à, ký ăn à, ký hai à, con ăn ký gạo à, hai cô ba bốn con làm ký gạo rồi đủ đủ vô cái bắt đầu ăn ăn xong rồi cái no rồi để đó không đổ nữa chiều lại bắt đầu có tiếp chấm bớt đừng có tiếp lấy nước sâu ngâm rồi sẵn cái tấu xay sinh tố đó bỏ vô xay làm đi. Ờ, mình lấy gạo mình bỏ xay số mình ngâm cái mình xay sinh tố nó cũng ra đây. Gà nó bột đi. Nhuyễn không? Nhuyễn. Phải chế xay lại hai ba lần. Cái gì? Đầu bếp chuyên nghiệp chứ cả nhà, mấy mấy đeo cái này vô. Mấy đầu bếp mà amateur người ta không đeo. Đầu bếp là chuyên nghiệp mà mới đeo cái này vô. Đeo vô là thợ thấy chuyên nghiệp này nè. Nói chứ dằn vô áo quần giặt nó hôi. Chưa mà nó dành chưa ra.
Đồ tổng tiền của cái áo. Gà nấu cà ri, có một cái hộp cà ri mình nhập chế ra cho mấy đứa nhỏ để ăn. Cà ri ăn cơm chứ không, bữa nào nấu green cà ri cho mẹ ăn nữa của em. Lâu không nấu ra, chứ không hay nấu đó. Xanh đấy, của Thái Lan đấy, chứ không phải thấy mấy tiệm bán ngồi xay đổ lần chục chảo một thằng đổ tráng rẹt, đổ tráng rẹt bỏ này lụm hốt cái đầu tiên mà thịt hơi nặng á. Giòn nè, xào bột dưới này giòn. Rồi, sau một hồi ra đường dĩa đầu tiên nha. Dĩa 4 cái. Đấy, đã chưa? Đây, rau ha, rau ngoài vườn đó. Tô nước mắm. Rồi. Được nửa hành trình chưa? Sắp hết rồi. Ồ, sắp hết rồi. Giờ đủ. Đủ ăn. Cuối cùng là
Rồi xong nha cả nhà. Bánh xèo nè. Mời cả nhà bánh xèo nha. Ê tèn 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 rau. Rau đây nó vậy thôi à, không có rau gì nữa đó. Ừ, nhìn cũng hấp dẫn bộ. Nãy giờ nó hơi nguội nguội à, làm xong rồi cái đi tắm đi rửa rồi. Giờ mới lên bàn ăn. Rồi vô ăn nè. Xèo với mình nha. Giờ không có gì, chiều qua tụi con làm bánh xèo uống bia. Trời đất ơi. Vậy thôi à. Trời. Bây giờ bánh xèo chảo chứ không có lò làm bánh xèo quê hương được. Xèo này, Phan Thiết chỉ có dòng Phan Thiết không biết bánh xèo Phan Thiết nha. Đúng rồi, đây bánh xèo chảo mà. Giờ này 5 giờ nha. Đó. Mà trời ngoài còn trắng đã rồi. Giờ này mùa xuân rồi trời nắng. Đây. Nhiều quá nên nó đâu có dính xuống dưới đâu, À, tại nãy vì mình không mình đổ giá dưới. mẹ ăn kiểu Phan Thiết không được, đổ mắm vô, cuốn chị cho mất Cũng công. ghi mất công uống thử cuốn mà ngon luôn. Ngon, lâu lâu mới ăn Lâu ngon lắm lâu á. ăn ngon. Cơm hoài cũng ngán. Đó. Anh em ơi. Đây. Ba ly bia. Uống mà no ăn lẩu rồi. Ăn trước uống sau. Sao Ăn trước rồi một lấy. tô đi. Đồ. Vậy Trời đất thôi. ơi, hôm nay làm gì mà lồng lộn vậy trời? Nay làm gì mà lồng lộn ở nhà mặc đồ Đẹp nha. lồng lộn vậy? Đó, ai em đó? Ai trong đó race? Ai trong đó race? Này là con racing chạy kệ nó, không kêu quay mượn Hồi đó uống cái chiều. dẫn lên chi ăn tên tèn ăn được mấy cái mẹ? Được 3 cái á. Ba cái hả? Ba cái, ăn cái nửa ký tôm cũng vậy à? Hả? Chơi hình ngữ ra hả? Nữa, bày ra nữa. Tao đang quay phim rình cái đó ra. Còn bao nhiêu? Nhắm ổn không? Làm cốc bia nè. Mời cả nhà uống cốc bia nha. Cho mát. Trời em đang khát nước quá. Nãy giờ nhìn bánh xèo mà thấy khát nước. Chi. Bia chỉ uống được một cốc này là nó ngon rồi. Thấy không sao uống như trà tấn á. Uống vậy đi. Ai ép ai? Uống một To cốc là là ngon rồi. tao mẹ mày. Rồi, Rồi. rồi, rồi. Đi tụi nó cuốn rồi, tao định nghĩa. Uống, uống, ăn được tô ăn. Là uống, cuốn. Bỏ vô gì, bỏ rau, vô nhậu, ăn rồi. Anh kiểu Phan Thiết là phải bỏ vô tô, đổ nước mắm vô rồi bỏ. Tại vì bánh xèo Phan Thiết nó mềm, cái đó đâu có giòn Đâu đâu. chiều đó tao ăn vậy chứ đâu có cuốn đâu. Đó. Đổ cái vô. Một cái. Đó. Trưa vợ tráng bánh xèo chồng cầm điện thoại quay, giờ vợ ăn chồng điện thoại quay. Hai chồng khùng. Hai chồng này này Ray ăn phở nha, món truyền thống của Ray phở cơm trứng, hai món đó ăn suốt à. Uống nước chia nước nước đó. Ngon, còn loại cũng ngon ha, giờ có rau thơm thơm nó vô cũng đỡ.
Nước chấm Phan kiểu Phan Thiết, nước nước mắm cà. Bánh xèo miền Tây, bánh xèo miền Tây là đúng ra Cà làm, sốt miền Tây là làm ngọt hả? chua ngọt, có trong đó có cà rốt chua nữa đúng không em? Bào cà rốt vô đó. Xanh bị Hiểu giòn. Mời cả nhà bánh xèo nha. Mẹ đi ra Mẹ bếp rồi. Mẹ vô. Mẹ để mấy cái ủ đó là cái phí của nó đó, phí anh kiếm có gì đó, hiểu không? Cái phí mà mẹ để mấy cái hộp hộp mấy chồng cái gì đó là cái phí có nó, còn cái phí bên nữa bên kia là không có cộng gì hết. Bữa đó là thấy cái bị trơn á, nó nảy lên. Vì trên là trồng bèo của là một dạng bèo còn bắt lú lên thì trên nó chỗ khác. Chứ không phải là còn bị dưới mới là rau cát. Mẹ để mấy đó là nó không xèo cũng thích ăn bánh xèo nguội nha, sao nhiều người thích ăn xèo nóng. Vậy là thích ăn nóng. Nóng trong lò mới vừa bỏ vô rồi bỏ vô chén ăn luôn. Nó vậy. Giờ này thì phải đủ vậy chứ. Tao ăn nóng được nóng rồi đứng ngoài bếp ăn luôn. Tao không có nước thịt mà tao đổ luôn nữa Nhiều.